Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều hộ dân ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ hoãn tổ chức đám cưới, dỗ họ để phòng dịch COVID-19. Giờ trái đất năm nay diễn ra vào 20:30 đến 21:30 ngày mai 28 tháng 3. Bắt được xe chở khẩu trang không có xuất xứ. Hiệu quả từ giải quyết thủ tục hành chính công tại các xã ở huyện Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến mới của đại dịch COVID-19, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, cùng dự có đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại 10 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy tham dự. Tính đến 17 giờ ngày hôm nay, tỉnh Hưng Yên chưa có người mắc COVID-19, đã thực hiện cách ly các cấp độ gần 4.000 người. Tại huyện Văn Lâm, xác minh được 4 người thuộc đối tượng cách ly F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 thứ 133, chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và khu cách ly tập trung của Bệnh viện Bạch Mai. Hiện sức khỏe của cả 4 người đều ổn định. Xác minh được 78 người thuộc đối tượng cách ly F2 đã thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp. Xác minh được 21 người thuộc đối tượng cách ly F3 và 42 người thuộc đối tượng cách ly F4 đang được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Tại thành phố Hưng Yên, xác minh được 18 người thuộc diện F2 do có tiếp xúc gần với trường hợp F1 là con của bệnh nhân COVID-19 thứ 133 và 11 người thuộc loại cách ly F3 đã thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, khoảng thời gian 14 ngày sắp tới là khoảng thời gian quan trọng, có ý nghĩa quyết định giúp chúng ta chiến thắng dịch COVID-19. Cả hệ thống chính trị phải quyết tâm chống dịch như chống giặc, thực hiện mọi biện pháp quyết liệt, hiệu quả để phòng chống dịch COVID-19, không tụ tập đông người và tổ chức các hoạt động đông người. Bắt đầu từ ngày hôm nay, thì xin báo cáo với các đồng chí, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy ở các đầu cầu, các đồng chí thường trực cấp ủy ở các đầu cầu, là các đồng chí rất lưu ý cho đây là một yêu cầu bắt buộc từ nay trở đi, là tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm, cho đến khi có chỉ đạo mới, để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất. Khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm, sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch chung. Tất cả các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, rồi các đoàn công tác mà phải đi đấy, mà phải họp đấy, thì báo cáo các đồng chí là cũng sau mùng 10 tháng 4, trừ đoàn đi kiểm tra, giám sát, thanh tra về việc phòng chống dịch, nhưng cũng phải đảm bảo theo cái sự chỉ đạo của Thủ tướng về cái tụ tập đông người, nhất là trong cái quãng thời gian 14 ngày này. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu 15 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, các ngành, các địa phương cần thực hiện trong thời điểm quan trọng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống COVID-19, đồng thời đề nghị cả hệ thống chính trị và người dân, nhất là Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 từ tỉnh tới các địa phương, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh trong công tác phát hiện, khoanh vùng cách ly những đối tượng nghi nhiễm, hạn chế tập trung nơi đông người, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, tạm dừng tất cả các hoạt động thanh kiểm tra chuyên môn, chuyên ngành, hoãn các cuộc họp không cần thiết tới sau mùng 10 tháng 4, trừ các cuộc thanh kiểm tra phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức tiêu độc khử trùng toàn tỉnh, nhất là các cơ quan công sở, đảm bảo an toàn cho đội ngũ trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, vận động người cao tuổi không ra khỏi nhà, xử lý nghiêm các đối tượng không cách ly và trốn tránh cách ly. Đối với học sinh nghỉ học, ngành giáo dục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường dạy học trên TV, mở rộng thêm các khối học 6, 7, 8. Tôi đề nghị là tạm dừng ngay
các hoạt động dịch vụ như là tham quan du lịch, karaoke, quán bar, chiếu phim, tập gym, tập thể dục thể thao đông người, rồi vũ trường, rồi dừng hoạt động các nhà hàng ăn uống, các cơ sở làm đẹp, cắt tóc, các cơ sở thờ tự, các tổ chức tôn giáo tín ngưỡng tu hành tại gia không tiến hành nghi lễ đông người. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì cùng với các sở ngành để tổ chức cái địa điểm thành lập thêm cái khu cách ly tập trung của tỉnh, cùng với công an huyện rồi y tế huyện, chủ tịch huyện để xây dựng cái khu cách ly tập trung của các huyện đến thẩm tra rồi hướng dẫn làm sao cho tốt và tổ chức thu dung ngay những trường hợp mà F2 các thứ. Rồi công an tỉnh chủ trì các sở thì cũng thực hiện công tác phối hợp với chính quyền, giúp cho chính quyền thực hiện cái tổng hợp ngay đầy đủ cái danh sách thông tin người nhập cảnh, người khám bệnh ở bệnh viện Bạch Mai và những nơi mà có dịch. Khi về Hưng Yên là phải tổ chức cách ly tại gia đình, cách ly tại cơ sở y tế theo hướng dẫn của ngành y tế. Rồi công an tăng cường quản lý an ninh trật tự ở cơ sở khám và điều trị, rồi cũng là thu chỗ nơi cách ly tập trung. Đề nghị mọi người dân là chủ động khai báo y tế, rồi khai báo với chính quyền và cơ sở y tế ngay khi có người lạ, rồi người về từ nước ngoài hoặc người đến từ vùng dịch, người khám, điều trị hoặc chăm sóc người bệnh ở bệnh viện Bạch Mai trong vòng 2 tuần qua khi về cơ sở, về gia đình để tổ chức cách ly theo hướng dẫn của ngành y. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành công thương nghiêm cấm các đối tượng đầu cơ tích trữ nhu yếu phẩm, vật tư thiết yếu phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế xây dựng phương án thu dung điều trị cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, nhanh chóng mua máy xét nghiệm COVID-19 để chủ động trong phát hiện cho người bệnh. Ngành nông nghiệp làm tốt công tác dự tính, dự báo, đảm bảo năng suất chất lượng cho diện tích cây trồng vật nuôi, không để dịch bệnh bùng phát ở đàn gia súc gia cầm. Cuối cùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tuyên truyền vận động các đoàn thể, các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần, tạo nguồn lực quyết tâm đẩy lùi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trước tình hình diễn biến mới của bệnh dịch ở Việt Nam. Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh. Đến 14 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2020, trên thế giới có 536.373 người mắc, có 24.112 người tử vong. Tại Việt Nam, có 153 người mắc bệnh trên địa bàn 22 tỉnh, thành phố. Số ca nhiễm mới những ngày qua chủ yếu từ nước ngoài nhập cảnh, trong đó có 5 ổ dịch có bệnh nhân lây thứ cấp. Đặc biệt, có 2 bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bị nhiễm trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. 2 cán bộ điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai bị nhiễm bệnh đã lây sang một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh có thể lây truyền ra cộng đồng, trong đó có tỉnh Hưng Yên. Thời gian qua, chúng ta đã lãnh đạo chỉ đạo tập trung và quyết liệt sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đồng thuận cao của nhân dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh, đã huy động cao lực lượng chiến sĩ quân đội, công an, nhân lực y tế đã đầu tư bước đầu cơ sở vật chất, vật tư, thuốc hóa chất, trang thiết bị y tế để sẵn sàng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Trong 15 ngày tới, tỉnh ta ở giai đoạn rất quan trọng, quyết định thành công việc kiểm soát dịch bệnh nếu thực hiện triệt để ngăn chặn, chặn đứng lây nhiễm, phát hiện sớm nhất, cách ly, khoanh vùng, tránh tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, với mục tiêu cao nhất không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe tính mạng của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các cấp các ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân Hưng Yên tập trung cao sức lực, đồng lòng ủng hộ, hợp tác, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, buông lỏng trách nhiệm, phải đồng thời tập trung cao độ thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể sau. Một là mã, nội dung triển khai, các sở ngành đơn vị, Ủy ban Nhân dân các cấp thôn khu phố, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tốt nhất các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan và của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch theo phương châm hành động, chống dịch như chống giặc. Và kỷ cương quyết liệt trách nhiệm bình tĩnh hiệu quả, kiên trì thực hiện nguyên tắc chống dịch, ngăn chặn phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, phải thay đổi thói quen làm việc khi có dịch, phải quyết liệt chặt chẽ hơn trong mọi công tác phòng ngừa lây lan đợt cao điểm này đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Trước mắt tạm dừng các cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành chưa kiểm tra phòng dịch,
không tổ chức họp quá 20 người trong một phòng, lùi thời gian tổ chức đại hội thi đua yêu nước, các sự kiện tập trung đông người đến sau tháng 4 năm 2020, tạm hoãn các cuộc họp, hội nghị đông người không tụ tập nhiều hơn 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học. Riêng bệnh viện, ngành y tế hướng dẫn cụ thể để các cơ sở y tế không thành nơi tập trung đông người để phòng lây chéo, yêu cầu giữ khoảng cách với người khác tối thiểu 2 mét. Học sinh các cấp học nghỉ học đến khi có thông báo đi học, không tổ chức học thêm, học nhóm, tổ chức dạy học từ xa trên truyền hình, internet theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tạm dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao đông người, tập gym, giải trí tại các địa điểm công cộng, hoạt động dịch vụ tham quan, du lịch, karaoke, quán bar, chiếu phim, vũ trường, quán game, internet, nhà hàng, quán ăn uống, quán vỉa hè, cơ sở làm đẹp, massage, cắt tóc, gội đầu. Tạm hoãn tổ chức cưới hỏi, nếu buộc phải tổ chức thì chỉ tổ chức gọn nhẹ hai gia đình, không quá 20 người tham gia. Hạn chế đến mức thấp nhất số người tham gia đám hiếu, cán bộ đảng viên phải gương mẫu thực hiện nội dung này. Nghiêm cấm đầu cơ tích trữ nhu yếu phẩm, vật tư y tế, tập trung chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về vật tư, thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế, phương tiện hậu cần, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Hai là mã tổ chức thực hiện. Một nhỏ, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, cập nhật kịp thời văn bản chỉ đạo của Trung ương để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện kịp thời đầy đủ hiệu quả các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, phối hợp với các ngành áp dụng chế tài thay vì khuyến nghị, khuyến cáo, thỉnh cầu trong công tác phòng chống dịch ở giai đoạn hiện nay. Hướng dẫn nhân dân thay đổi thói quen trong thời gian có dịch, cách phòng chống bệnh dịch, biện pháp cách ly, biện pháp nâng cao thể lực, sức đề kháng, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nước khử khuẩn, vệ sinh cá nhân, nhà ở thoáng mát, ăn uống, khoảng cách tiếp xúc trong phòng dịch, gửi hướng dẫn đến cơ quan truyền thông đại chúng để tuyên truyền. Hướng dẫn từng cơ quan, đơn vị, từng khu phố, thôn, hàng tuần tổng vệ sinh đường làng, phố, khuôn viên cơ quan và nơi làm việc, phun thuốc khử trùng ở các trường học, nơi đông người, các cơ quan, nhà máy, hàng tuần. Xây dựng phương án, các điều kiện cần thiết để tổ chức thu dung cách ly y tế và điều trị bệnh nhân nhiễm dịch tại các bệnh viện đa khoa tỉnh, đa khoa phố nối, bệnh viện bệnh nhiệt đới, bệnh viện phổi, bệnh viện sản nhi, bệnh viện Hưng Hà, các trung tâm y tế tuyến huyện, xây dựng ngay hai phòng xét nghiệm dịch bệnh tại trung tâm kiểm soát bệnh tật và bệnh viện bệnh nhiệt đới Hưng Yên. Kịp thời đề xuất đảm bảo các điều kiện cần thiết về trang thiết bị y tế, dụng cụ bảo hộ hậu cần đối với đội ngũ cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch, thực hiện mua ngay ô tô, máy móc, thiết bị xét nghiệm, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch. Vận động, trưng dụng lực lượng cán bộ ngành y tế nghỉ hưu và sinh viên cao đẳng y Hưng Yên tham gia công tác phòng chống dịch khi có yêu cầu. Cung cấp sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19, in sao cấp phát cho các đơn vị. Hai nhỏ, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Hưng Yên, các sở ban ngành đoàn thể dành thời lượng chủ yếu phát sóng về phòng chống dịch COVID-19 để nhân dân biết, cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh đến sức khỏe tính mạng của người dân. Tuyên truyền ổn định xã hội, không hoang mang, sợ hãi, huy động chung tay của cộng đồng trong phòng chống dịch, thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng chống bệnh, các biện pháp nâng cao thể lực, sức đề kháng cá nhân. Vận động khuyến cáo nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh nền, trong 2 tuần tới không ra khỏi nhà. Nếu có việc thật sự cần thiết, phải ra khỏi nhà thì phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc với người khác, súc miệng bằng nước muối hoặc nước diệt khuẩn hàng ngày, rửa tay bằng xà phòng, bằng vòi nước chảy. Các bậc phụ huynh quản lý các cháu, học sinh phải thường xuyên ở trong nhà, không đến nơi đông người, không học nhóm, học thêm. Vận động nhân dân tự nấu ăn tại nhà, ăn chín, uống chín, không được tổ chức sự kiện đông người. Ba nhỏ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện lựa chọn địa điểm, thành lập thêm các cơ sở cách ly tập trung cấp tỉnh
số 2, số 3. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì phối hợp với phòng y tế, công an huyện và các đơn vị liên quan thành lập và tổ chức điều hành khu cách ly tập trung cấp huyện. Đề xuất xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô từ 300 đến 500 giường, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2020. Bốn nhỏ. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với chính quyền cơ sở ra soát, tổng hợp ngay và đầy đủ danh sách thông tin người nhập cảnh, người khám, điều trị bệnh, người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến nay, hiện đang cư trú trên địa bàn, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Y tế phân loại, thực hiện ngay biện pháp theo dõi, cách ly y tế theo quy định. Tăng cường công tác quản lý bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở cách ly tập trung số 1, trường quân sự tỉnh, các địa điểm cách ly tại nơi cư trú, các cơ sở cách ly y tế và điều trị bệnh dịch. Xử lý nghiêm khắc các trường hợp không khai báo không trung thực, không chấp hành cách ly theo đúng quy định, các hành vi tiếp tay cho các trường hợp chống, trốn cách ly, tổ chức cưỡng chế cách ly, áp dụng mức phạt hành chính cao nhất, kể cả phải xử lý hình sự theo quy định của pháp luật các đối tượng nêu trên. Năm nhỏ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức phòng chống dịch cơ sở, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh và các nội dung liên quan đã giao các sở ngành chủ trì thực hiện. Đề nghị mọi người dân chủ động khai báo y tế theo đúng quy định, khai báo với chính quyền và cơ sở y tế ngay khi có người lạ, người về từ nước ngoài hoặc người đến từ vùng dịch, người khám, chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai trong vòng 2 tuần qua về cư trú tại địa phương để hướng dẫn cách ly theo quy định. Mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập ngay ít nhất một cơ sở cách ly tập trung và ban điều hành cách ly tập trung cấp huyện chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện theo phương châm 4 tại chỗ để đón nhận các trường hợp cách ly. Đối với việc cách ly tại gia đình, nơi lưu trú, nơi cách ly phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, người nhà phục vụ người cách ly tại nơi cư trú, không được ra ngoài và đến nơi đông người, thường xuyên ghi nhật ký khi phải tiếp xúc gần với người khác để theo dõi. Tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại cơ sở, doanh nghiệp, nhất là giám sát, kiểm tra nơi ở, nơi cách ly tại gia đình, đảm bảo nơi cách ly đủ điều kiện sinh hoạt theo quy định, quản lý chặt người phục vụ, người cách ly, tiếp xúc với người khác, kiểm tra việc dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ nêu trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, trưởng công an xã, xã đội trưởng, trưởng thôn, khu phố, tổ phòng chống dịch cơ sở phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh dịch, nhất là người nhập cảnh, người khám chữa bệnh và người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua. Chịu trách nhiệm về số liệu kết quả rà soát cách ly, phòng chống dịch tại địa phương mình, thực hiện chuyển ngay người cách ly tại gia đình không đảm bảo điều kiện cách ly lên cơ sở cách ly tập trung của huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hướng dẫn để nhân dân thực hiện nghiêm chỉ thị này. Sáu nhỏ. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cập nhật cơ chế chính sách mới của cơ quan trung ương hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của bệnh dịch, kịp thời tham mưu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu phòng chống dịch và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Bảy nhỏ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi theo phương châm phòng dịch như dập dịch, không để dịch bệnh bùng phát hại cây trồng vật nuôi, đảm bảo sản xuất nông nghiệp phát triển. Tám nhỏ, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đồng hành cùng chính quyền các cấp, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào ủng hộ chung tay và thực hiện tốt phong trào diệt giặc COVID, kêu gọi tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào ủng hộ bằng tiền hiện vật để thực hiện phòng chống dịch triệt để, hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng và hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, đồng thời phối hợp hiệp đồng chặt chẽ cùng nhân dân thực hiện nghiêm chỉ thị này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng. Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, người dân thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ cùng đồng thuận hoãn đám cưới và giỗ họ, không tập trung đông người để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Gia đình ông Trần Văn Tiến có kế hoạch tổ chức đám cưới cho con trai là anh Trần Gia Long vào ngày 14 tháng 3 dương lịch. Ông đã gửi thiệp mời đến người thân ở khắp các nơi và dự kiến tổ chức hàng trăm mâm cỗ.
Sau đó, nhận thức được sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, gia đình ông đã quyết định hoãn mời cỗ, chỉ đưa con đi đăng ký kết hôn và làm mâm cơm gia đình. Ông Tiến nhờ thông báo trên loa truyền thanh của xã để bà con biết cùng thực hiện. Được biết, trong tháng 3 này, trong thôn có 3 hộ hoãn đám cưới như gia đình ông Tiến. Gia đình cũng đã chuẩn bị hết rồi, nhưng về sau là cũng tính bổ thôi, nó dịch thế này là tất cả là cũng là hoãn lại, là vì cộng đồng thôi. Tất cả thôi, mỗi người có một cái ý thức một tí. Thôn Hải Yến có hơn 1.300 hộ với 12 dòng họ. Để mọi người cùng chung tay phòng chống dịch, ngay từ đầu tháng 2, thôn đã tiến hành họp chi bộ, đưa vấn đề tổ chức hiếu hỉ giỗ họ ra bàn bạc công khai. Tất cả các đảng viên đồng thuận hoãn tổ chức ăn uống, vận động gia đình và người thân nghiêm túc thực hiện. Tinh thần chi bộ chúng tôi ra là xây dựng cái quy chế, có nghĩa là toàn bộ dòng tộc, họ tộc là không tổ chức liên hoan. Đến nay đã có 100% dòng tộc, họ tộc là không tổ chức. Đám cưới thì hoàn toàn là chúng tôi coi như công tác tuyên truyền là tạm dừng lại. Đặc biệt nhất là mỗi một đảng viên trong chi bộ là phải đi đầu trong công tác tuyên truyền. Đấy là một cái điểm sáng đã. Sau đó là đảng viên đó phải tuyên truyền tất cả các quần chúng trong cộng đồng, trong toàn thôn. Năm nay các thành viên trong họ Vũ ở thôn Hải Yến thống nhất thay vì tổ chức 20 mâm cỗ vừa dỗ họ vừa thanh minh như mọi năm thì chỉ cử vài người đại diện đi tảo mộ thắp hương cúng tổ tiên. Công tác chuẩn bị để cho cái ngày dỗ họ là cũng phải trước ít nhất là 2-3 tháng. Thế mà chúng tôi đã tổ chức dự kiến là từ trên 20 mâm, bây giờ lại hoãn. Thì cả một cái vấn đề này là phải đưa ra họ họp bàn để đi đến thống nhất. Đầu tiên là cũng là rất là khó khăn trong dòng họ. Nhưng mà vì cái mục đích chung cũng như là cái đường lối chủ trương của đảng và chính quyền địa phương đã phát động thì chúng tôi cũng nghiêm chỉnh chấp hành. Để công tác phòng chống dịch đạt kết quả cao, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, cần sự đồng thuận nhất trí của đông đảo người dân cùng nêu cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Sáng nay, Quỹ Tấm Lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty dược Hanvet chi nhánh Hương Yên tổ chức trao 200 triệu đồng tiền mặt và nước sát khuẩn trị giá 100 triệu đồng ủng hộ trường quân sự tỉnh để phòng chống dịch COVID-19. Tới dự có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực chung tay của các doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời các cơ sở cách ly, người tham gia cách ly phòng bệnh, nhất là những người lao động hộ khó khăn, cùng nhau vượt qua dịch bệnh COVID-19, sớm ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phương, trụ sở tại huyện Ân Thi ủng hộ 50 triệu đồng tiền mặt, 500 chai nước diệt khuẩn, 500 bộ quần áo bảo hộ y tế và 5.000 đôi găng tay y tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa bảo vệ trái đất trước biến đổi khí hậu, ngành điện Hưng Yên đề nghị các doanh nghiệp và người dân tham gia tắt các thiết bị điện 1 giờ vào 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020. Theo đó, Công ty Điện lực đã ban hành công văn số 836 chỉ đạo điện lực các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền sự kiện giờ trái đất năm 2020 cùng với chính quyền các địa phương trong tỉnh xây dựng và phát clip tại các màn hình công cộng của thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào về ý nghĩa giờ trái đất. Thiết kế banner và hợp đồng với các đài truyền thanh cơ sở phát nội dung kịch bản tuyên truyền sâu rộng nội dung ý nghĩa và hành động thiết thực bằng việc tắt các thiết bị điện 1 giờ vào lúc 20:30 đến 21:30 ngày mai 28 tháng 3 năm 2020. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, đồng thời tận dụng tối đa diện tích đất nông nghiệp, người nông dân ở xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ đã trồng xen canh các cây ngắn ngày trên các diện tích trồng vải trứng, đem lại hiệu quả thiết thực. Vải trứng sau khi trồng phải 4-5 năm mới cho thu hoạch, tranh thủ lúc cây còn nhỏ, người dân đã trồng xen các cây ngắn ngày như bí ngô, ổi, đu đủ, chuối. Những loại cây này mỗi năm cho thu hoạch từ 2 đến 4 vụ. Thời điểm này, người nông dân đang thu hoạch ngọn và quả bí ngô non với giá bán buôn tại ruộng là 2.000 đồng một bó rau và 6.000 đồng một kg bí quả non. Từ các cây trồng xen, mỗi sào cho thu khoảng 10 triệu đồng một năm. Việc trồng các cây xen canh còn giúp đất giữ độ ẩm, tơi xốp và không tốn công dọn cỏ. Mỗi năm cái này thì nói chung nếu so với cây lúa là cứ gấp đôi. Đấy là những cây chính là chưa thu được đấy. Thưa quý vị và các bạn,
việc duy trì hoạt động của bộ phận một cửa ở cơ sở, xã phường thị trấn là mấu chốt trong việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Qua đó không chỉ mang lại hiệu quả cao trong giải quyết công việc mà còn tạo được niềm tin cho nhân dân mỗi khi đến làm việc, ghi nhận tại huyện Văn Giang. Ông Nguyễn Viết Xuân đến làm thủ tục vay vốn phục vụ sản xuất và cảm nhận rõ về hiệu quả giải quyết công việc từ khi có bộ phận một cửa. Ông cũng mong muốn địa phương tiếp tục đổi mới hơn nữa để giải quyết một số thủ tục mà người dân không cần phải đến giao dịch trực tiếp. Trước kia thì đến thì đi các loại phòng mới được làm được việc, đến bây giờ chỉ cần đến một chỗ là làm được tất cả các mọi việc luôn. Tại xã Tân Tiến, dù đã cuối giờ làm việc buổi sáng nhưng lượng người đến liên hệ công việc vẫn khá đông. Dù vậy, mọi thủ tục vẫn được các bộ phận hướng dẫn giải quyết với phương châm làm hết việc chứ không phải hết giờ. Có những lúc tôi đến mà chưa kịp lấy được chữ ký thì muộn giờ các anh các chị cũng chờ để lấy được chữ ký rồi đóng dấu cho tôi. Trung bình mỗi xã thị trấn ở Văn Giang có từ 50 đến 100 lượt người đến liên hệ làm các thủ tục hành chính trong ngày. Những cái việc mà giải quyết được trong ngày thì chúng tôi sẽ làm ngay cái thủ tục giải quyết trong ngày. Thế còn những cái việc mà không thực hiện được trong ngày thì chúng tôi sẽ làm những cái viết giấy hẹn cho người dân để người dân sẽ đến lấy đảm bảo cho đúng cái thời gian. Đến nay các xã ở huyện Văn Giang được trang bị thiết bị điện tử phục vụ cho công tác cải cách hành chính. Các văn bản chỉ đạo đều được truyền tải trên hệ thống mạng, phục vụ việc giải quyết các thủ tục ở cơ sở theo mô hình một cửa. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 3 năm 2020, tại thôn Chi Lăng, xã Đại Tập, huyện Khoai Châu, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 6, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, kiểm tra phát hiện trên xe ô tô biển kiểm soát 29H26355 có 5.000 khẩu trang y tế, không có nhãn mác, hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Số hàng trên do ông Cao Xuân Dũng, sinh năm 1974, trú tại thị trấn Khoai Châu, là chủ hàng. Tiếp tục kiểm tra kho hàng của ông Dũng tại thôn An Bình, xã Dân Tiến, huyện Khoai Châu, phát hiện thêm 1.500 khẩu trang y tế cùng loại. Tổ công tác đã yêu cầu ông Dũng đưa phương tiện cùng toàn bộ số khẩu trang trên về trụ sở Đội Quản lý Thị trường số 6 để xác minh và xử lý theo quy định. Sau đây là tin đuối nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 3 vừa qua trên địa bàn thôn Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, xảy ra vụ đuối nước khiến em Trần Văn Đạt, 18 tuổi và em Trần Việt Huy, 17 tuổi tử vong tại ao của gia đình. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tuần qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 3 vụ đuối nước làm chết 6 người, trong đó có 2 vụ ở thành phố Hưng Yên và 1 vụ ở huyện Phù Cử. Để tránh xảy ra sự việc đau lòng trên, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý con em mình, nhất là trong thời gian các em được nghỉ học. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.